ู้ก็เคยมันทำให้ต้องคิดว่าต้องหมดตัววิวนะจ๊ะวิวจะต้องหมดทำยังไงนะตัวบางไฮวิวนะทำยังไงต้องหมดวิวนะน้าต้องแข่งใช้ไปจนบักเยอะพี่ก็ไม่ว่าอะไรวิวจะไปใช้น้อยเลยคือพี่นักเรียนเชื่อไหมสบายมาเชื่อมโลนนะôi con này mình bỏ số một thì mình bỏ không mà bắt nổi nó yên tâm bắt nó không mà bắt nổi luôn nữa ra một thăm thằng số ba số hai đi đâu mà lạc ở đây bốn ba luôn bắt thằng này bảy sao mấy cậu bạn không cấp ta hôm đồ lắm này là đồ lắm cái tiền hóa này không hôm đồ bầy luôn à thế được 5 món tiền hóa nữa cục vàng chắc sẽ là càng hình mặt bắn á, dễ bị lộ nhất luôn á, càng thà ra hình vòng bay á, nó dễ hơn á. Nè, cây cú nè, anh như cây cú đã lập mình nè. Mại hả, bắn thử nó gây xương đâu. Ủa, kỹ năng đó đâu, kỹ năng đó phải gây sát thương. Lớn thì nó hồi nó cao. Xem thằng này không đúng không được nó lại bay tiếp à trừ khi đó này em lại bay nè chiều nhà nắng đã tan phố trắng quen thuộc cà phê đêm vẫn nắng chỉ thêm chút đường và đêm trôi vẫn vương cùng thì mang ta trở về như trước ngày em đi chẳng kịp nói câu chào chuyện này ta nhạt phai đi từ lúc nào mình như thế sao em mãi quá xa mà chẳng thể thẹn cao baby I'm still missing you đã 2 giờ sáng anh vẫn đây ngồi chờ dòng tin nhắn dù biết em đã xa xôi có nhớ đến bao mì ok cố cầm bao mì sao vậy cảm ơn nhận thương đừng nên nhận sát thương được hồi máu à bao kia thì nó tao rồi mình sẽ thương càng hồi máu những sướng luôn chết máu đâu không phải chết máu hai thằng chết máu rồi làm gì rồi
tao biết tao sẽ làm gì rồi. Bay lên trời ngoài kia, thử. Không biết con đó sẽ bao. Con sẽ bao bao à. Máu bao nhiêu đâu, máu có 900. Thằng này máu có 9.200. Mày đang nói mày thấy tao bắn thế nào đây này? Sao người là nắng trên cây, anh không thể nào vơi lấy. Sao người là ánh trăng sao, anh cũng không thể đi tìm. Mơ về em, mơ hoài một giấc mơ xa xôi mỗi khi đêm lại đến nhớ về em. Bấm số 2 đi, là Win, trời ơi. Mày có quay đồ nữa thôi. Làm gì thế? À, không có cái bữa này mình hôn không xài đâu. Chẳng còn được trốn cho em ngủ ngon. Rồi mình sẽ khóc mỗi khi nhớ em. Tim đau nhức nhối mỗi khi đêm lại về đến. Sợ rằng ngày mai không thấy em ở bên cạnh anh. Sợ mất còn vài lời yêu chưa nói. Phân ở cây vì sợ đời phai phôi. Còn vài điều giữ trên môi chẳng dám nói. Vì mai em đi rồi nụ hồng trên cành đang nở, thoáng thấy em cười ngày lại xanh. Chỉ lý yêu thương này trong tim anh là cả một ngang vết thương mãi không lành. Em à, chẳng hiểu tại sao anh lại như thế. Quẩn quanh trong đống vụn vỡ mà em để lại trong từng cơn mê, rồi lại giật mình trong đêm chỉ vì nhớ, bật khóc trong đêm chỉ vì mơ. Nhấc máy lục tìm vào số em, ngồi đọc lại tin nhắn rồi mắt anh lại mở. 3 giờ sáng thiếu thuốc một mình anh xin thề anh chưa từng như thế. 4 nốt nhạc căn phòng tối đen, ký ức bên em lại ùa về. FaceTime giấc mơ dở dang và cả cái nắm tay lần đầu chạm. Thôi cần gọi và ngăn tủ nhỏ vết thương trong lòng này. Anh xin mang anh biết đêm lòng yêu em thì là sai. Biết nhạc cho em thì là sai. Hỏi han quan tâm là sai. Anh biết tài, anh biết tất cả đều là sai. Nhưng em mà như được chọn lại thì yêu thương này vẫn sẽ luôn còn mãi. Vì anh tin một ngày em hiểu thấu lòng này em sẽ về cùng anh trong tan vai. Hình như nó chọc mình rồi đấy. Nó chọc em mình rồi. Nó chọc rồi đấy. Nó sẽ định đi nha. Đi mình giỏi nha. Đi mình giỏi nha. Chọc nè. Cấp thấp phải đặt chưa quả trả qua sự đời đấy nha. Chẳng còn được chúng cho em ngủ ngon. Rồi mình sẽ khóc mỗi khi nhớ em. Tim đau nhức nhối mỗi khi đêm lại về đến. Sợ rằng ngày mai không thấy em ở bên cạnh anh. Sợ mất em. Trời ơi, để mình bắn vào số còn một bên. Không bắn số 3 chứ, đi bắn số thành công nhất làm gì. Không nói, lỡ như em vội quay đi mất. Anh không được chúc cho em ngủ ngon. Rồi mình sẽ không mỗi khi nhớ em. Tim đau nhức nhối mỗi khi em lại về đến. Sợ rằng ngày mai không thấy em ở bên cạnh anh. Vì anh sợ mất em. Sợ khi nói ra bị em từ chối. Đành thôi đã rằng bả anh nhỉ? Không nói. Thôi đến lượt mình thôi. Xem mình làm. Hả?